Trong chương mục chính trị và đời sống hôm nay, anh chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Hoàng Khánh với tựa đề Phản biện với tân thủ tướng. Anh Hoàng Khánh viết, tân thủ tướng mới nhậm chức Phạm Minh Chính phát biểu rằng chính phủ cần tiếp thu những ý kiến phản biện của người dân. Riêng cá nhân tôi là một công dân gương mẫu, lúc nào cũng sống và làm việc đúng luật pháp và hiến pháp quy định. Tất nhiên là vẫn luôn đóng thuế đầy đủ để trả lương cho bộ máy chính quyền. Hôm nay tôi có 10 điều muốn gửi đến Tân Thủ tướng, mong rằng Tân Thủ tướng hãy xem xét, tiếp thu ý kiến của một phó thường dân chuẩn mực như tôi nhé. Điều thứ nhất là sắp đến ngày 30 tháng 4 rồi, đến ngày hôm đó nghiêm cấm tất cả những đài truyền hình, những cơ quan nhà nước không được tổ chức làm lễ ăn mừng Ngày đó là ngày kết thúc chiến tranh, hàng triệu người dân nước Việt phải nằm xuống vì cuộc chiến anh em tương tàn. Có cái gì đáng để mà khô chiên múa trống ăn mừng chứ? Ăn mừng trên sương máu của đồng bào à? Nên lấy ngày đó làm ngày quốc tang của dân tộc. Điều thứ hai muốn góp ý với Tân Thủ tướng là hãy bỏ đi cái lá cờ đỏ sao vàng. Thành lập một cái lá cờ mới đi, nguồn gốc của cái lá cờ đỏ sao vàng là ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, không nên dùng cái cờ của ngoại bang. Mặc dù hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc họ không có sử dụng cái lá cờ đó, nhưng mà mấy đứa học sinh người Trung Quốc hiểu biết về lịch sử của chúng nó. Khi chúng nó đi qua Việt Nam du lịch, chúng nó thấy lá cờ đó, chúng nó rất là xem thường người Việt Nam. Chúng nó nghĩ rằng nước Việt Nam chúng ta là chư hầu của Trung Quốc nên mới dùng cái lá cờ đó. Điều thứ ba góp ý với Tân Thủ tướng là hãy bỏ ngay cái bài Quốc ca hiện tại bây giờ đi bài tiếng quân ca của Văn Cao đó bỏ đi lấy một bài hát khác làm bài quốc ca bài quốc ca đó nghe cái ca từ nó rất là khác máu cờ thì lấy máu để in sát quân thù thì phải mang đi xây các ông các bà nghe có các ông các bà không có thấy mang ri mọi rợ nghe cái bài hát thôi là đã biết đất nước khó mà yên bình phát triển rồi chẳng có cái gì gọi là nhân văn nhân bản cả và cái điều thứ tư là rất mong thủ tướng chính phủ ban hành dự luật biểu tình cho người dân nhà nước việt nam còn nợ người dân việt nam cái luật biểu tình hầu hết tất cả các nước tự do dân chủ đều đã có luật biểu tình tại sao giờ này việt nam vẫn chưa ra luật chúng ta không thể chậm tiến như vậy Điều thứ năm là ngoài cái luật biểu tình ra phải ban hành thêm một cái đạo luật nữa đó là các quan chức lãnh đạo đã lên được những cái chức vụ như là bộ trưởng hay chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ, tổng bí thư thì quá lắm chỉ làm được trong vòng 8 năm thôi nhé. Làm việc trong 8 năm trong bộ máy nhà nước thôi, rồi sau 8 năm bắt buộc là phải xuống làm dân thường, không có được chuyển qua hay làm thêm bất cứ một cái chức vụ nào nữa. Đâu phải cái thời vua chúa nữa đâu, mà muốn làm đến khi nào chết thì thôi à cái điều thứ sáu tôi muốn góp ý với thủ tướng là tất cả những công ty quốc doanh xăng dầu điện nước ga gạo cà phê những công ty xuất khẩu những công ty khoáng sản những công ty truyền thông hãy cổ phần hóa cho tư nhân người ta làm đi Chính phủ của ta lúc nào cũng hồ hào là phải chống tham nhũng triệt để. Vậy thì để cho tư nhân người ta làm đỡ phải tốn công tốn sức chống tham nhũng không? Trên thế giới chẳng có quốc gia tư bản nào mà nhà nước làm kinh tế thì mắc cái gì nhà nước chúng ta phải dành làm. Và cái điều thứ bảy mà tôi muốn gửi đến Tân Thủ tướng là hãy cấp cái giấy quyền sở hữu đất cho người dân. Không ai có quyền giải tỏa khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân mảnh đất đó dù có trả cho họ bao nhiêu tiền nhưng mà nếu họ không đồng ý thì cũng không bao giờ được quyền giải tỏa chứ không phải như bây giờ nhà nước muốn giải tỏa là giải tỏa rồi đền bù cho người ta một số tiền còn con thế là xong những cái quốc gia trên thế giới đều có quyền sở hữu đất đai tại sao việt nam không có và điều thứ 8 tôi muốn nói với thủ tướng là hãy bỏ cái điều 4 hiến pháp đi. Dân chủ hóa cái đất nước để đất nước có đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập. Hơn 95% các nước trên thế giới đã không còn độc tài độc đảng nữa rồi. Các ông các bà giữ cái độc tài độc đảng nữa để làm gì? Độc tài sẽ sinh tiêu cực đó là cái điều chắc chắn. Không bao giờ có cái sự công bằng ở một cái xã hội độc tài cả, bởi vì con vua rồi thì cũng lại làm vua. Điều thứ 9 muốn góp ý với thủ tướng là hãy kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa đi. Hiện nay hơn 80% diện tích hai quần đảo này, người dân chúng ta không được đến đánh bắt hải sản và khai thác tài nguyên nữa. Trung Quốc cũng đã xây dựng nhiều đảo nhân tạo và căn cứ quân sự trên hai quần đảo này rồi. Nếu bây giờ chúng ta không kiện thì sau này sẽ càng khó kiện. Đừng có đùn đẩy trách nhiệm cho con cháu đời sau giống như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng phát biểu là nếu đời chúng ta không đòi được thì đến đời con cháu chúng ta sẽ sẽ đòi như vậy là sao đời chúng ta làm mất thì chúng ta phải có trách nhiệm đi đòi khi nào đòi không được thì con cháu của chúng ta mới chấp nhận còn đằng này chưa đi đòi mà đã đùn đẩy trách nhiệm cho con cháu rồi sau này con cháu nó sẽ nghĩ rằng đời cha ông của chúng nó rất là hèn hạ làm mất mà không dám đi đòi và cái điều thứ 10 là mong Thủ tướng hãy làm theo đúng cái di nguyện của bác Hồ đi. Trước khi bác chết, bác đã để lại di chúc là phải thiêu thi hài của bác bỏ vào ba hũ cốt và chôn ở ba miền Bắc Trung Nam. Vậy thì hãy thực hiện đúng cái di nguyện của bác đi. Bác không muốn làm hồn ma vất vưởng đâu. Bác không muốn năm nào cũng bị đồng mồ đồng mã để mà tiêm học môn vào đâu. Thủ tướng có hiểu không? Nếu bây giờ Thủ tướng chết đi, thủ tướng để lại di chúc cho con cháu nhưng con cháu nó không làm đúng di chúc của thủ tướng thì thủ tướng chết có được nhắm mắt hay không rất mong thủ tướng hãy làm đúng cái di chúc của bác đi để bác chết được nhắm mắt nhé cảm ơn thủ tướng nhiều